gì nè các bạn. Đó. Đúng rồi em ơi, kìa kìa. Ghê không? Hơi nghiêng qua đó tại mới đánh cái đường nước mới đắp cái bộ mẫu lại các bạn. Chạy quá chạy anh em ơi, lâu lâu mới gặp con chạy nước rồi anh em dòm kìa. Thì cái này anh có ngừng lại mình quay chi tiết cái đầu sọ đầu của anh ha, sọ vọng rồi đó. Số má gì của anh đó thì nếu anh không có gấp thì anh có ngừng lại anh chạy gọi khu này dắt ngừng lại mình quay với các bạn coi. Còn nếu anh có gấp thì anh em mình coi anh chạy thôi chứ anh không ngừng đâu. Nói chung tới mùa xạ này ít ít khi mà máy chống lắm anh em ơi. Chạy là vô chị miết á, còn chỗ này đặng cho chú khác luôn. Nó có xạ đó nè. Như cắt chứ xưa với xạ thì nó cũng rất là quan trọng các bạn. Ở trong đó nước hơi lung hơn ngoài này hay gì anh em ơi, kìa nước à. Mấy chú vịt này không tránh ra là xới mấy chú luôn nha. Động này mấy chiếc này ở đây thì cũng khoảng 3-4 chiếc gì đó anh em ơi. Mà mình đi qua đi lại mình gặp thì đậu hết 2-3 chiếc rồi. Còn gặp mấy chiếc lâu lâu thì đi chạy ngang gặp thì cũng nhiều. Có một ông bạn ổng có một chiếc D95 nữa anh em, nhưng mà ổng nói ổng điện mình lên quay nhưng mà mất tiêu rồi. Mình cũng không xin số điện thoại ổng được. Quá chạy anh em. Lâu lâu mới gặp 1-2 chiếc máy xới đất các bạn ơi, thì nói chung anh em mà nhìn mấy con máy này xới xong rồi anh em là nhìn mấy con cái máy cài xới thì nó gầu lắm các bạn ơi. Đất đứng thì đất cứng thì còn đỡ đỡ á, còn đất mà lúng một cái là mấy con máy cài bó tay. Còn con máy này xới thì rất là quỷ diệt anh em. Mà cái dàn xới con này rất xới rất là đã đó các bạn. Đất nhiễn như. Lâu lâu ảnh qua cái bờ á, qua mấy cái đường bánh rồi kéo đôi cánh bựa anh em, tại vì rớt lên chút xuống á. Còn mà đất mà bằng là anh chạy hơi rất là im các bạn, như hơi mới cắt cái hơi này ha. Nói thiệt chứ cái hơi này là cái máy này chạy còn khỏe hơn là chạy đi cắt nha anh em ơi. Nhưng mà chạy đất bằng á không có lúng lầy đất khô đó, tại cái hơi nó không có bựa máy chứ nha anh em, không có chụp bô không giống gì hết, chừng nào nó bị lên chụp xuống rồi đó nó giống rồi.
xong cái khu này chắc anh bẻ ra anh chạy khu ngoài kia các bạn ơi. Nói chung nó không có ngay, cái dạng này nó không có ngay, đất nó hơi xéo rồi đó nè. Đất nó rất là xéo bởi vì chạy nó hơi lâu, mới có chạy khuôn kế bên không ha. Thì nói chung cái khuôn này dịch nó lết giết láng bòn anh em, không thấy gạ nữa đâu. Còn khuôn bên đây thì nói chung gạ rất là nhiều. Mới có xế khuôn đây không, tại thấy có đường đây đi qua các bạn ơi. Thì khuôn bên đó nói khuôn đây nó hai khuôn này nó làm không sao, xéo xẹo xéo sọ anh em, mình cũng không biết luôn. Rồi 125 nó xong đó các bạn ơi. 125 xới ha, không phải 125 cắt anh em. Mình quay mấy cắt quen rồi. Mình ghét rồi mình lộn luôn anh em. Còn quay mấy cắt xới mà gì thì lâu lâu cũng lộn anh em không cảm ha. Chạy nước ghê không. Họ vô cái đó là nó bự. Chạy bánh xích mà đất văng văng luôn anh em. Cái cầu xích cây cao. Con này hình như là đấu mua ly tắt 2 năm rồi anh em ấy, mua ly rất là nhỏ. Chích dạy dây này dây go 58 á. Còn nó bự anh em ơi. Đó, ghê chưa.